Yuri from Akan, Phó Tổng đồng from Kimura in Mexico. Mexico. Xin mời tổ trọng tài và các bộ phận trở về vị trí làm nhiệm vụ của Lê Huy Huyền from Over Under Cao Trần Phương Trinh from Akan. Đề nghị vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương rời khỏi cảnh thi đấu. Đề nghị tất cả các bạn đang ngồi ở góc của sân thi đấu di chuyển đi vị trí khác để trả lại vị trí cho các bộ phận làm nhiệm vụ. Xin cấp lại. Đề nghị các bạn đang ngồi ở góc sân thi đấu di chuyển vị trí khác để trả lại vị trí làm nhiệm vụ. Bye.
kết quả trận đấu trên sân phòng chúng ta tuyên bố các màu đỏ giành chiến thắng. Tiếp tục Absolute Blue Whale, góc màu đỏ Yuri Akken. Chuyển động cùng Võ Việt.